Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn sách xem ngày. Nó là một cái cuốn sách, nó có những các cái nội dung về các cái thuật xem ngày và các cái nội dung khác về cái vấn đề về phong thủy. Nó cho ta rất nhiều các kiến thức. Ở trong đây nó có một cái bài nó nói về cái ngày thiên sáng. Trong một năm nó có 6 ngày thiên sáng. Cái ngày này nó tốt cho bách sự, có nghĩa là làm việc gì trong cái ngày này nó đều tốt cả. Từ cái việc cúng bái cầu phúc trai giới cho đến cưới hỏi, rồi là động thổ làm nhà, về nhà mới, vân vân, nó đều tốt trong cái ngày thiên xá này. Và năm nào cũng thế, mỗi một năm nó chỉ có 6 ngày. Trong một mùa nó chỉ có một ngày, tức là xuân hạ thu đông, mỗi một mùa nó chỉ có một ngày. Cộng với 2 ngày nữa nó có thể là nằm vào một cái mùa nào đó khi ta tìm được nó. Bởi vì theo nguyên tắc của cái vòng lục giáp ấy, thì một vòng nó chỉ được có một ngày thôi. 360 ngày nó được có 6 vòng thì nó được có 6 ngày. Cái ngày đó nó rất là tốt. Nó tốt nhất trong tất cả các loại ngày tốt. Thế thì cách tìm ngày thiên xá nó như thế nào? Mùa xuân thì nó có ngày Mậu Dần. Mùa hạ nó có ngày Giáp Ngọ. Mùa thu nó có ngày Mậu Thân. Mùa đông nó có ngày Giáp Tý. Thế thì trong 6 cái vòng hoa giáp trong một năm, thì nó sẽ có 6 cái lần. Ví dụ như là ngày Mậu Dần, hay là ngày Giáp Ngọ, hay là ngày Mậu Thân, ngày Giáp Tý. Thì ta sẽ tìm được 2 cái ngày nữa nó lang thang ở đâu đó trong một mùa. Tức là một mùa của nó là 90 ngày. 90 ngày. Có những ngày nó lặp lại được 2 lần. Nhưng cũng có ngày nó chỉ đi có một vòng nó lại qua. Bởi vì nếu như 120 ngày nó với tất cả 60 hoa giáp nó với được lộn lại 2 vòng. Nhưng mà mùa nó có 90 ngày thì nên là chỉ có một số ngày, tức là được 30 ngày nữa là nó lộn lại vòng 2. Nên là 4 mùa nó có 4 ngày là cơ bản rồi, còn 2 ngày nó trốn lang thang đâu đấy, nếu như ta khéo tìm là ta tìm được, bởi vì nó không năm nào nó giống năm nào cả. Nên là nó với cả năm là nó có 6 ngày. Đó là 6 ngày tốt nhất mà ta làm tất cả các cái việc. Việc gì nó cũng tốt. Từ cầu phúc cho đến cưới hỏi, động thổ, về nhà mới. Cầu tài cầu phúc tức là mở cửa hàng cửa hiệu, việc gì nó cũng tốt. Đó là một cái nguyên tắc mặc định mà trong cái thuật xem ngày xem giờ, mà trong tất cả các sách nào người ta cũng nói về cái ngày thiên xá này. Tôi chia sẻ cái bài này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số
0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.